Thân mật toàn ba về ngữ Trần Như xin kính chào quý khán giả và quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối ngày 25 tháng 7 năm 2018. Chương trình tối nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước trả lời về yêu cầu ân xá cho Trần Huỳnh Duy Thức. Việt Nam họp khẩn về tác động thảm họa vỡ đập ở Lào. Tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm quyền bộ trưởng thông tin và truyền thông trong phần thật sự, mời quý vị theo dõi bài phóng sự về những ý kiến xung quanh quy chế thi đại học hai điểm được cho là theo lượng bỏ chất và ngoài những nội dung vừa nêu chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hôm 19 tháng 7 gửi thư trả lời về đơn đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam đặc xá cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức theo quy định về đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Thư trả lời đến văn phòng công ty của luật sư Ngô Ngọc Trai, người đại diện cho gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức vào ngày 24 tháng 7. Theo văn bản mà luật sư Ngô Ngọc Trai đăng tải thì Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết Chủ tịch nước và chính phủ hiện nay chưa có chủ trương đặc xá và chưa có yêu cầu lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức, cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết đã nhiều lần gia đình gửi đơn, nhưng đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có phản hồi. Trong khoảng vài tháng nay, gia đình có nhờ luật sư Ngô Ngọc Trai á, làm cái đơn để tư vấn và hỗ trợ về cái vấn đề pháp lý thì trực tiếp gửi đơn các cơ quan như chủ tịch nước, viện kiểm sát nhân dân tối cao, án nhân dân tối cao, bộ công an vân vân thì gửi năm lần bảy lượt rồi cũng rất là nhiều lần rồi chứ không phải là là mới nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà viện kiểm sát nhân dân tối cao họ trả lời cho cái đơn của luật sư Ngô Cọc Trai. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng đây là diễn biến mới nhất tích cực kể từ khi gửi văn bản đi, trong khi các cơ quan khác thì chưa có thông tin phản hồi. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho biết thư phản hồi của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là chút hy vọng trong nỗ lực kêu gọi trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Thật ra thì trên cái nội dung đơn nó cũng cái nội dung trả lời đó cũng chưa có cái cái, cái thông tin gì uh, gọi là tích cực lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng thấy là có cái uh, vẫn là nó có cái gì đó nó tốt hơn là những lần trước mà mà những cái cơ quan đó họ trả lời cho gia đình thì lần trước thì họ luôn nói là là trường hợp của anh Trần Quỳnh Di thức là xử uh, đúng tội đúng pháp luật vân vân còn lần này thì họ không trả lời như vậy thì chắc là cũng hy vọng là có một cái cái gì đó gia đình cũng thấy nó tốt hơn một chút thôi Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị đưa ra tòa cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung và doanh nhân Lê Thăng Long hồi năm 2009. Ông là người bị kết án nặng nhất với bản án 16 năm tù giam theo cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong phiên tòa diễn ra năm 2010. Ông đã hai lần bị chuyển trại giam. Đầu tiên, ông bị giam ở trại Xuân Lộc, Đồng Nai, sau đó bị chuyển đến trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lần thứ ba là tháng 5 2016, ông bị chuyển ra trại Sáu, Thạch Trương, Nghệ An trại giam được mệnh danh là khét tiếng bậc nhất trong hệ thống nhà tù Việt Nam hiện nay. Hiện nay tại trại này có tù chính trị Trương Minh Đức thuộc Hội Anh em Dân Chủ và phong trào lao động Việt cũng vừa bị chuyển đến. Vào tháng 7 năm ngoái, gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết đã viết đơn gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang khiếu nại về những cách đối xử khắc nghiệt mà ông đang phải chịu đựng tại trại giam số 6 Nghệ An. Tuy nhiên thì ông Thức vẫn luôn khẳng định ông sẽ không lưu vong để đổi lấy tự do. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Việt Nam vào ngày 25 tháng 7 tiến hành cuộc họp khẩn liên quan đến vụ đập thủy điện xe Pan, xe Nam Non của Lào bị vỡ khiến cho hàng trăm người mất tích. Ông Nguyễn Văn Hải, phó cục trưởng cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho biết theo tính toán ban đầu của cơ quan chức năng Việt Nam thì việc vỡ đập ở Lào ít tác động đến đồng bằng sông Cửu Long. Theo lượng định thì tác động do nước từ đập bị vỡ sẽ khiến cho mực nước đang ở các con sông đồng bằng sông Cửu Long dâng lên khoảng 4 đến Ông Nguyễn Văn Hải cũng nhận định vụ vỡ đập ở Lào là bài học lớn cho Việt Nam về việc cần ra soát các hồ chứa thủy điện trước mùa mưa lũ và tính toán chính xác lượng nước mưa. Ông Hải còn nói thêm, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ ra soát một lần nữa toàn bộ hệ thống thủy điện, thủy lợi để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 4 đến 5 ngày tới, mực nước tại đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tăng tối đa 5 đến 10 cm so với trước. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh do lũ thượng nguồn về kết hợp với triều cường. Đến ngày 31 tháng 7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên 3,2 m và trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 2,6 mét. Báo Tiền Phong dẫn lời thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long nói rằng, thảm họa vỡ đập ở Lào một lần nữa cho thấy vấn đề an toàn đập trên lưu vực sông Mê Công đáng lo ngại và cho thấy cách làm thủy điện trong lưu vực Mê Công chưa đạt độ chuyên nghiệp, tin cậy. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban sông Mê Công, được Báo Dân Việt trích dẫn cho biết, vụ vỡ đập là một bài học cho Việt Nam trong việc xây dựng quản lý, vận hành các hồ thủy điện, đặc biệt trong khi Việt Nam có 1.200 hồ đập xuống cấp nghiêm trọng. Thảm họa vỡ đập ở Lào được cho biết không gây thiệt hại về nhân mạng cho cộng đồng người Việt tại Lào. Ông Võ Văn Mẫn, Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Atapu cho biết, người dân bị ảnh hưởng đã được di tản an toàn và hỗ trợ lương thực như gạo, mì, tôm, cá khô, vân vân. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh gần khu vực vỡ đập chịu nhiều thiệt hại về kinh tế. Đập thủy điện mới xây xe pan xe nam mon ở đông nam lào vỡ vào 23 tháng 7 vừa qua. Hãng AV cho biết là tính đến chiều tối ngày 25 tháng 7 thì có ít nhất là 19 người thiệt mạng, 49 người mất tích và hơn 6.000 người mất nhà cửa. Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, vừa được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Tổng công tin chính phủ loan tin này vào hôm thứ Tư 25 tháng 7. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho Thiếu tướng Hùng chỉ hai ngày sau khi Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định ông Hùng làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Theo Tân Hoa Xã, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định chức vụ này sau khi ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông bị cho thôi chức bộ trưởng theo quyết định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký vào sáng ngày 23 tháng 7. Báo chí trong nước loan tin cho biết ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, quê ở Bắc Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông ở Liên Xô, có bằng thạc sĩ viễn thông ở Úc và thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Thiếu tướng Hùng giữ chức vụ giám đốc điều hành của Viettel từ năm 2014 và trở thành chủ tịch tập đoàn này vào tháng trước. Hãng thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội Viettel được đánh giá là một trong 15 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới với hơn 100 triệu người sử dụng tại Việt Nam và nước ngoài. Ngoài ra, ông Hùng cũng cho biết thêm, tập đoàn Viettel hiện đang mở rộng thêm hoạt động ở các lĩnh vực điện tử viễn thông, vũ khí công nghệ cao và ngành công nghiệp an ninh mạng. Tại Việt Nam thì hiện nay nhiều người quan ngại luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào ngày 12 tháng 6 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019 tới đây sẽ thắt chặt thêm nữa quyền tự do ngôn luận. Đây là một nguyên nhân khiến cho người người biểu tình vào ngày 10 tháng 6 vừa qua trên khắp cả nước. Việt Nam đang lấy ý kiến về đề án xây dựng hải đội dân quân biển. Thông tin vừa nêu được Quân ủy Trung ương đưa ra vào ngày 25 tháng 7 tại hội nghị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó có đề án xây dựng hải đội uh, dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chủ trì hội nghị là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, việc triển khai xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay là cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xung đột vũ trang trên biển. Bế mạc hội nghị, Quân ủy Trung ương thống nhất đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét phê duyệt dự án xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới quốc gia. Vừa qua cũng có đề xuất trang bị vũ khí cho ngư dân khi đi đánh bắt tại biển Đông, tuy nhiên thì có ý kiến phản đối vì e rằng Trung Quốc sẽ lấy lý do đó nhằm tấn công trực tiếp ngư dân Việt Nam. Thưa quý vị, Malaysia sẽ có lập trường cứng rắn hơn ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc không ngừng mở rộng hiện diện và gây hấn tại khu vực đó. AB trích lời của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia loan tin này vào hôm 25 tháng 7 năm 2018. Theo ông Saifuddin, tân Thủ tướng Mahathir Mohamad đang gửi một tín hiệu rằng chính phủ Malaysia muốn cứng rắn hơn và nghiêm túc hơn trong giải quyết tranh chấp trên biển. Sau khi trở lại ghế Thủ tướng vào tháng 5 vừa qua, Ông Mohammed từng có phát biểu phản đối việc tàu chiến các nước tăng cường hiện diện tại vùng biển khu vực. Ngoại trưởng Saifuddin khi phát biểu trước Quốc hội Malaysia nói rõ các hoạt động quân sự hóa đang tiếp diễn của Trung Quốc trên vùng biển khu vực đã làm gia tăng lo ngại cho các bên và những hoạt động này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng khu vực. Ông Saifuddin cho biết tại cuộc họp các bộ trưởng ASEAN ở Singapore vào tuần tới, Malaysia sẽ tìm cách tăng tốc đàm phán bộ quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông (COC) nhằm đảm bảo hòa bình trên Biển Đông. Ông Saifuddin đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong vấn đề Biển Đông cần tự kiềm chế và mọi hành động phải dựa trên luật pháp quốc tế. Kể từ năm 2014, Trung Quốc tiến hành bồi đáp những bãi đá tại Biển Đông thành đảo nhân tạo, rồi tiến hành xây dựng những căn cứ và đương trang thiết bị vũ khí đến những bãi đá này Hành động của Trung Quốc bị nhiều nước lên án nhằm khống chế vùng biển có tuyến đường quan trọng với lượng hàng hóa lên đến 5.000 tỷ đô la mỗi năm, cũng như dầu, hải sản và trữ lượng dầu khí. Thưa quý vị, cơ quan chức năng Indonesia vào ngày 24 tháng 7 đã hoàn tất thủ tục để trao trả 42 người dân Việt Nam về Việt Nam bằng đường hàng không tại sân bay quốc tế ở Jakarta. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này ngay sau khi mọi thủ tục đã được hoàn tất. Theo đó, số ngư dân này làm việc trên 5 tàu cá, bị bắt và bị giam giữ hồi tháng 4 năm 2018 tại đảo Natuna của Indonesia. Theo các ngư dân, họ được thuê để làm việc trên các tàu cá với công việc đánh bắt và sơ chế hải sản. Và khi ra biển họ chỉ biết làm nghề chứ không biết về tọa độ, ranh giới nên đã không biết xâm phạm vùng biển của Indonesia. Phía Cơ quan Chức năng Indonesia hiện vẫn giữ các thuyền trưởng và hai nhân chứng mỗi tàu, trong số 5 tàu bị bắt, để phục vụ công tác điều tra làm rõ về các hoạt động đánh bắt cá của người dân Việt Nam. Hiện, Indonesia và Việt Nam vẫn còn một khu vực trồng lấn chưa phân định, gần quần đảo Natuna. Một số người dân Việt Nam đã bị Indonesia bắt giữ và phạt tù gần đây, nói rằng họ bị bắt khi đang ở vùng nước của Việt Nam. Indonesia gần đây có biện pháp mạnh đối với tàu nước ngoài đánh bắt cá tại vùng biển mà nước này cho là thuộc chủ quyền của mình. Vào tháng 6 năm ngoái, thì Jakarta đã trao trả cho Hà Nội 690 ngư dân Việt Nam. Đó được cho là đợt trao trả đông nhất các ngư dân Việt Nam bị, trục, bị lực lượng đường chức năng Indonesia bắt giữ. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ ba tới thứ bảy và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban vị ngữ đại ái Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ viettvavongrfa.org. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, năm nay là năm đầu tiên mà Việt Nam thả nổi điểm sàn. Quy định này được tạo cơ hội cho một số trường đại học hạ điểm chuẩn tuyển sinh xuống thấp để tăng số lượng sinh viên. À, hệ quả khiến chất lượng đầu vào tại đại học đã tụt dốc, phải nói là thê thảm. Phóng viên Trung Kha, chúng tôi có bài ghi nhận ý kiến của chuyên gia về thực tế này. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo bỏ quy định điểm sàn tuyển sinh đại học chỉ có ngành sư phạm là vẫn quy định điểm sàn. Theo quy định mới này, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, các trường đại học đã bắt đầu công bố mức điểm có thể vào trường học dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Các trường đại học thuộc nhóm mà mọi năm sinh viên rất khó để vào học vì điểm tuyển sinh rất cao, thì năm nay điểm trúng tuyển cũng giảm từ 1 đến 3 điểm so với các năm trước. Tuy nhiên, quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khiến một số trường đại học thả nổi điểm tuyển sinh thậm chí có trường chỉ cần 11 điểm trên 3 môn là sinh viên có thể vào học. Như vậy, thí sinh chỉ cần thi được 3 hay 4 điểm mỗi môn đã có thể vào đại học. Đáng chú ý là trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nếu thí sinh chỉ đạt 12 điểm cho 3 môn thì cũng có thể vào học 29 trong 31 ngành đào tạo của trường, cả những ngành thuộc nhóm phục vụ sức khỏe con người như kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng thấp hơn nữa là trường Đại học Xây dựng miền Trung, mức điểm sàn xét tuyển chỉ từ 11 điểm. Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT, gọi một số trường công bố điểm sàn xét tuyển đại học 12 điểm dựa theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia là đại học 2 điểm. Theo ông Tùng, 12 điểm cho 3 môn, tức trung bình 4 điểm một môn, mà 4 điểm thi trắc nghiệm thì chỉ tương đương 2 điểm thi tự luận, tức làm được 20% số câu hỏi trắc nghiệm 80% câu hỏi còn lại đánh bừa theo xác suất được 1 phần tư là 20% nữa. Trao đổi với đã cho tự do liên quan vấn đề này, giáo sư Nguyễn Tiến Dũng hiện đang giảng dạy tại Đại học Toulouse, Pháp đưa ra ý kiến của mình hai điểm thì nó không đáng sợ bằng cái chuyện cái kỳ thi nó rất là dễ gian lận và nó như là chơi sổ số tức là nếu mà chẳng hạn bốn điểm thì thực ra là nó chỉ tương đương với một điểm rưỡi thôi gọi là hai điểm rưỡi là còn không không kiểm tra được chất lượng thực sự đấy thì thì nó tạo ra rất nhiều cái bất công trong cái chuyện thi tốt nghiệp cũng như thi đại học. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Thành Nam, giảng viên chuyên ngành giáo dục hiện đang giảng dạy tại trường đại học giáo dục, đại học quốc gia Hà Nội, thì cho rằng không hẳn điểm chuẩn thấp thì chất lượng đầu vào kém, ông nói tiếp. Hạ điểm chuẩn rất thấp thì cũng không phản ánh được rằng là cái điểm chuẩn nó thấp thì là cái chất lượng đầu vào sinh viên của năm nay của tôi kém. Tại vì là năng lực nó vẫn thế mà các em chỉ là vì thi năm nay thì điểm chung của cả nước nó đều bị thấp như vậy cho nên là các, các trường bắt buộc phải thấp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ví dụ như là bộ giáo dục đào tạo thì cũng đã có một cái rất là là quyết định quan trọng là ví dụ như đối với ở cái ngành giáo viên chẳng hạn sư phạm chẳng hạn thì bắt buộc là phải có cái điểm sàn 57 đấy. Thế như vậy là chúng ta đã có một cái sự cân đối và ví dụ như đối với một số ngành nào đấy là quan trọng thì chúng ta sẽ phải 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 đảm bảo cái chuẩn đầu vào. Cô Hạnh, một giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh các cấp tại Sài Gòn thì cho rằng vẫn cần kiểm soát chất lượng đầu vào của sinh viên đại học. Cô Hạnh nêu ra hệ lụy của vấn đề chất lượng đầu vào thấp. Thì nếu bây giờ nói về bác sĩ, à, cứ thả nổi luôn. Bác sĩ không có kiến thức, không có lương tâm thì đi ra để làm một bác sĩ, một y tá này kia cũng không có đạo đức chuyên nghề. Thì những người bị thiệt thòi là những bệnh nhân. Trước đây, khi đưa ý kiến về việc bỏ điểm sàn đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu lý do chính là vì quy định điểm sàn không phát huy được tính năng động, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường trong việc xác định điểm sàn phù hợp với điều kiện của từng trường. Khi đó, dự thảo bỏ điểm sàn đầu vào đại học đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Vấn đề các chuyên gia lo ngại là việc tuyển sinh sẽ tràn lan, khó kiểm soát về chất lượng. Và năm nay, đúng như dự báo, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bỏ quy định điểm sàn đại học thì lập tức xảy ra tình trạng thả nổi điểm sàn tràn lan. Trước tình trạng này, tại buổi họp báo ngày 15 tháng 7 năm 2018, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, nếu như điều kiện chất lượng của các trường đại học không bảo đảm, thì Bộ sẽ can thiệp mạnh, dằm buộc các trường này phải thay đổi điều kiện bảo đảm chất lượng hoặc giảm chi tiêu, dừng tuyển sinh. Chúng tôi liên lạc với vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo để tìm hiểu về vấn đề này, thì được nhận câu trả lời như sau. Tại vì cái này nó ảnh hưởng đến toàn xã hội, mình dùng phải là tự nhiên mình ngồi đây mình có thể quyền được nói cái đấy. Ừ nhá. Theo giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, việc đưa ra các quy định quản lý lúc này, lúc khác của Bộ Giáo dục đào tạo như một cái vùng luẩn quẩn. Ông nói tiếp. Bây giờ là bộ giáo dục thì chỉ giải quyết theo kiểu là xử lý cái phần ngọn thôi, cứ ông cứ xử lý giật cục lúc cho lúc không rồi lúc lại mở tràn lan lại rồi là lúc thì lại cho dễ quá lúc lại cho khó quá tức là người ta không có một triết lý giáo dục làm nền tảng. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng cho rằng Bộ Giáo dục Đào tạo đang bị hỏng tận nóc, từ ông Bộ trưởng Đào Văn đến một bộ máy tham nhũng có hệ thống. Ông khuyên cần phải thay đổi cả thể chế thì mới giải quyết được vấn đề. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 25 tháng 7 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Châu Tự Do thay mặt toàn ban chương trình xin cầu chúc quý vị một đêm an lành và một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.